Đi xa con nhớ ở nhà, bữa cơm má nấu đậm đà vị quê. Hương vị quê hương trong ký ức người đi xa không cần cầu kỳ hoa mỹ gì cả. Nhiều khi chỉ cần dĩa rau luộc hay tô canh chua được nấu từ cá tép bắt dưới sông, từ mấy thứ rau dễ trồng, dễ sống ở trong vườn nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi mà người ta cứ luôn nhớ, luôn thèm một cách quay quắt. Cọng rau quê mọc ở nhà quê, nó quen với cái mưa cái nắng ở nơi này, nó quen nhìn thấy sự giải dầu của những người nông dân chất phác. Nó đã hòa mình vào đời sống mộc mạc thân tình ở mảnh đất này để trở thành một miếng ghép ký ức không thể thiếu khi người ta nhớ về quê hương sông nước xứ mình.